Chào quý vị các bạn đến với kênh Simple Mukbang. Ngày hôm nay tôi sẽ mukbang món bún đậu mắm tôm. Đây gồm có bún, đậu, thịt luộc, chả và xúc xích sán. Cái này là do đồ do tôi đi chợ về tự làm. Một cái bún đậu rất là một cái bún đậu rất là to. Và không thể thiếu được đó chính là món mắm tôm. Mắm tôm này tôi đã chưng lên với cả hành khô rồi, rất thơm ngon. Ăn kèm thì có rau kinh giới và một ít dưa chuột. Thơm ngon, mời các bạn ăn nha. Tôi đây không chờ các bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Thử một miếng thịt luộc này, một miếng ba chỉ khá ngon. Luộc chấm mắm tôm hết bài.
Pepsi không tài trợ chương trình này. Các bạn thích uống Coca hay là Pepsi hơn? Tôi thích uống cả hai. Nếu mà sau này Coca hay Pepsi Việt Nam có tài trợ cho video của tôi sẽ thích uống cái của cái hãng đấy hơn. Hãng nào tài trợ tôi thích hơn. Nói vui với tôi chứ còn thực ra để đến Pepsi hay Coca biết đến clip của mình thì chắc cũng phải làm rất lâu. Chắc là phải uống đến vài thùng container Coca hay Pepsi nữa thì mới được tài trợ. Mày ăn khá nhanh no. Nóng mà bình thường ăn rất khỏe mà nay chắc là do mình kỳ cạch lâu ấy, mình rán rồi mình rửa rau, mình sắp xếp đồ nó lâu nhưng nó qua cơn đói à.
thì các bạn bình thường một suất như này tôi sẽ đánh gần hết. Chắc hôm nay tại vì mình tự làm ấy nên là cái cơn đói nó giảm đi. Đúng là bao giờ mà cái người mà người ta đi ăn ở ngoài quán nó cảm thấy ngon hơn thì mình không phải nấu mà. Thì nếu mà nấu ở nhà nó ăn được ít hơn vì mình ngửi cái mùi dầu mỡ rồi các thứ ấy, chiên rán, thậm chí là mình thử nó cũng đã no no rồi. Anh ăn kém thật ăn mãi chắc hết được khoảng nửa già cái khe bún này chắc đầu hàng rồi các bạn thông cảm nhé. Tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chúc các bạn một ngày thật tốt lành, nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin hẹn các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Nếu cảm thấy hay, xin các bạn một like, một lượt đăng ký và bình luận ở dưới để cho mình biết những thiếu sót và rút kinh nghiệm. Và các bạn muốn mình ăn gì thì xin các bạn comment ở dưới. Xin cảm ơn ạ. Chào tạm biệt.